Tháng 5 đến tháng 7 hàng năm là thời điểm dịch viêm não có nguy cơ bùng phát. Tại Hà Nội, ngay từ những tháng đầu năm 2017, đã có những bệnh nhân phải nhập viện điều trị do căn bệnh này. Tuy nhiên, từ tháng 5 đến nay, số trẻ mắc viêm não có xu hướng tăng. Đáng chú ý, nhiều trẻ mắc bệnh do không được tiêm phòng. Sốt liên tục trong 2 ngày. Đến khi có biểu hiện lờ đờ, chậm chạp, bé Chí mới được gia đình đưa đến bệnh viện để thăm khám. Tại đây, bé được chẩn đoán là mắc viêm não Nhật Bản. Đáng nói là dù biết phải tiêm phòng, nhưng do thường xuyên ốm, sốt nên Chí vẫn chưa được tiêm vaccine phòng bệnh viêm não. Bác sĩ điều trị cho biết chưa thể đánh giá được khả năng phục hồi bởi bệnh nhi đang trong giai đoạn cấp, biểu hiện rất nặng nề. Hiện tại bé đang có dấu hiệu bị liệt. Cháu sốt và có giảm sốt rồi, thì ban đầu cháu có giảm nhưng sau đấy là cháu lại sốt tiếp và không có hiện tượng giảm sốt nữa. Thì là gia đình đưa lên bệnh viện. Tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến nay tiếp nhận rải rác các bé có biểu hiện viêm màng não, viêm não vào điều trị. Tuy nhiên, khoảng một tháng trở lại đây, số ca mắc có xu hướng tăng khi mỗi ngày tiếp nhận từ 4 đến 5 bệnh nhi. Bệnh viêm não, đặc biệt là viêm não Nhật Bản, thì thường là vào cái mùa hè, là cái mùa mà cái thời tiết rồi có nhiều các điều kiện thuận lợi cho cái loại muỗi mà lây truyền cái virus gây viêm não Nhật Bản phát triển hơn. Viêm não Nhật Bản là nhóm bệnh nặng trong các bệnh nhiễm trùng thần kinh trung ương. Trẻ mắc viêm não Nhật Bản phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Khoảng 10% bệnh nhi mắc căn bệnh này sẽ tử vong. 30% khác bị di chứng bại não, động kinh, yếu liệt tứ chi. Việc điều trị trung bình phải nằm viện từ 3 đến 4 tuần. Bệnh viêm não Nhật Bản thường gia tăng vào mùa hè, bởi đây là thời tiết thuận lợi cho loại muỗi lây truyền viêm não Nhật Bản phát triển. Nhiều loại virus có thể gây viêm não. Ví dụ viêm não Nhật Bản như ta vừa nói, rồi sau nhiễm virus đanh, rồi sởi, rồi cúm có thể xuất hiện viêm não. Thế còn cái nhóm thứ hai là nhóm không nhiễm trùng. Tôi nói ví dụ như là ngộ độc các hóa chất, một số thuốc diệt cỏ, diệt chuột. Đấy cũng gây nên bệnh cảnh viêm não. Để phòng tránh các bệnh viêm màng não cũng như phòng nhiễm trùng nói chung, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần đưa trẻ đi tiêm vaccine đầy đủ và đúng lịch với 3 liều cơ bản. Tuy nhiên, trẻ đã tiêm phòng vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh, bởi bệnh do nhiều loại siêu vi trùng khác nhau gây nên. Vì thế, nên tăng cường các biện pháp diệt muỗi, ngủ màn, thường xuyên vệ sinh xung quanh khu vực sinh sống.